Trong tháng đầu năm 2020, tổng đàn heo của huyện Cát Tiên đạt trên 40.500 con, bằng 92% so với cùng kỳ. Trong đó, heo nuôi trong trang trại là 26.200 con, heo nuôi trong nhân dân là 14.300 con. Với việc người dân bắt đầu tái đàn heo, trong thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020, tình hình dịch tả heo châu Phi được địa phương kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ heo mắc bệnh phải tiêu hủy bắt buộc giảm dần. Tính đến thời điểm hiện tại, một số xã thị trấn đã qua 30 ngày không xuất hiện ổ dịch. Tuy nhiên, từ ngày 31 tháng 12 năm 2019 đến ngày 15 tháng 1 năm 2020, tại một số hộ ở xã Mỹ Đức, Triệu Hải, Quảng Trị phát sinh dịch bệnh trở lại. Số heo đã tiêu hủy là 22 con, tổng trọng lượng tiêu hủy là 777 kg. Chính vì vậy, chính quyền địa phương và người dân không được chủ quan trong việc tái đàn. Những hộ nào có đủ điều kiện tái đàn, lần đầu chỉ nên nuôi thử 10% quy mô chuồng trại, nếu thấy ổn định mới tái đàn với số lượng lớn, đồng thời cần kiểm tra chuồng trại có đảm bảo an toàn sinh học không, kiểm tra nguồn gốc con giống và xác nhận mẫu xét nghiệm âm tính với dịch tả heo châu Phi.